Happy Happy Labor Day cả nhà. Nó mới đúng ha. Ok. Lúc nào cũng cảnh sát là hàng đầu của nước Mỹ. Ok, mình phải ủng hộ cảnh sát, tại vì cảnh sát mới bảo vệ cho người dân, mới bạn của dân. Cảnh sát mà của một cái xứ tự do là lúc nào cũng phải lắng nghe dân. Ok, làm theo ý dân chứ không phải để mà giống như cái đảng cộng sản để mà độc tài ha cả nhà. Cho nên mình phải lên tiếng, nếu mà cảnh sát làm sai là mình phải nói cho họ biết. Cảnh sát ở Mỹ này là bạn của dân ha. Cho nên là hôm qua đi chào cờ rất là không có gì hết. Những anh cảnh sát lại biết được là mình chào cờ, mình tưởng niệm rất là ý nghĩa, cho nên họ không có cản mình nữa và họ còn ủng hộ để mà ngăn cái đường cho đừng có bị kẹt xe lúc mà mình từ Dakao Plaza mình đi ra ha, rất là dễ thương. Còn cái tuần rồi là tại vì cảnh sát được chủ đất trả tiền làm theo ý của chủ đất. Còn tuần vừa rồi vừa qua thì là ảnh cũng tới nói chuyện với Giang tỷ, mọi việc không có gì, họ cũng rất là ủng hộ mình làm những cái việc chính nghĩa, cho nên là họ đều đứng ra để bảo vệ cho người dân. Cho nên là cả nhà mình hãy ủng hộ cảnh sát nha. Rất là nhiều cảnh sát dễ thương lắm ha. Còn rất nhiều, chỉ có 10 người thì cao lắm là một người thôi. Một người thôi là còn ham tiền, ham của. Cho nên là mới làm chuyện bậy, mới nghe lời những người trả tiền cho họ để mà làm. Chứ còn nếu mà cảnh sát thật sự là phải nghe cả hai bên. Ok. Cho nên mình phải lên tiếng. Mình đừng có thấy họ làm sai mà mình không lên tiếng thì họ sẽ đi cái đường lạc bước. Ok cả nhà yêu, Happy Labor Day nha.